Chào mừng các bạn đã đến với kênh youtube Nhà Gió. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các nội dung thú vị mỗi ngày nhé. Trong khi ảnh đế livestream, một chàng trai ngốc đột nhiên xông lên sân khấu. Giúp vào lòng ảnh đế, mọi người có mặt ở trường quay kinh ngạc vô cùng. Phiên livestream này vô cùng quan trọng. Không thể bị một tên ngốc không biết từ đâu tới phá hoại. Nhân viên công tác lập tức muốn xông tới đuổi chàng trai ngốc đi. Nhưng bọn họ còn chưa chạm vào cậu. Ảnh đế đã nổi nóng không được chạm vào em ấy. Nói xong, anh lấy ra một viên kẹo từ trong túi áo, đặt vào tay chàng trai ngốc. Trong ánh mắt ảnh đế ngập tràn sự ấm áp trước nay chưa từng có. Bảo bối, không phải kêu em đợi ở cánh gà à, sao em lại lên đây? Chàng trai ngốc ấm ức cắn môi. Nửa giờ không được gặp ông xã rồi, em nhớ. Mọi người bằng hoàng. Bọn họ đều biết ảnh đế làm nghề nhiều năm không dính phải bất cứ xỉ căng đan nào. Ai ai cũng tưởng rằng anh không có hứng thú với người khác, thì ra đã sớm có bà xã ở nhà rồi chàng trai ngốc trời sinh đã khiếm khuyết sau khi bị cha mẹ bỏ rơi liền phải đi ăn xin để sống qua ngày thấy cậu đáng thương ảnh đế đưa cậu về nhà ban đầu ảnh đế chỉ định để cậu giúp việc vặt trong nhà nào ngờ sau khi chàng trai ngốc tắm rửa sạch sẽ ảnh đế liền không thể rời mắt khỏi cậu vậy là anh đổi ý dạy chàng trai ngốc gọi anh là ông xã chàng trai ngốc không hiểu từ này có nghĩa là gì nhưng cậu biết mỗi khi bản thân gọi như vậy ảnh đế đều rất vui từ đó về sau mỗi ngày chàng trai ngốc đều chạy theo sau ảnh đế gọi ông xã dần dần người bên cạnh ảnh đế đều biết anh cưới một tên ngốc về làm vợ nhưng không bao lâu chàng trai ngốc đột nhiên biến mất ảnh đế sốt ruột tình cả ngày cuối cùng tìm thấy cậu đang ngồi cạnh tấm biển quảng cáo của anh ảnh đế vừa giận vừa sợ em chạy tới đây làm gì nhỡ đâu anh không tìm được em thì phải làm sao chàng trai ngốc chỉ vào tấm biển quảng cáo vỗ tay cười em ra ngoài tìm ông xã đây là ông xã của em thích nghe vậy ảnh đế không giận nổi nữa sau đó dù đi tới đâu anh cũng đều dẫn chàng trai ngốc theo anh sợ lại lạc mất cậu chàng trai ngốc càng ngày càng ỉ nại vào ảnh đế mới nửa giờ không gặp đã dám chạy lên sân khấu rồi ảnh đế tốn chút thời gian dỗ dành bà xã đi nghỉ ngơi giọng nói ấm áp như muốn tan ra khán giả xem livestream ngưỡng mộ vô cùng đến khi nào ảnh đế mới dịu dàng như vậy với tôi đây ông xã có thể cũng dỗ dành em được không em cũng muốn trở thành chàng trai ngốc của anh đợi đến khi buổi live tiếp tục mc đề nghị ảnh đế có muốn khoe cơ bụng để bồi thường cho khán giả vẫn luôn chờ đợi anh không ảnh đế cũng không từ chối nhưng khi anh kéo áo lên liền thấy trên cơ bụng bị dán đầy hình dán phần bình luận bùng nổ là bà xã ngốc của ảnh đế gắn lên à lịch sử đen tối của ảnh đế cộng một khóe môi ảnh đế co rút anh nhìn về phía phòng nghỉ âm thầm nghĩ bà xã lại học thói xấu, xem ra trở về anh phải dạy dỗ lại mới được. cảm ơn bạn đã xem hết video. nếu yêu thích đừng quên like xe và để lại bình luận cho chúng mình biết nhé. đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các phần mới nhất nha.